Sau khi công bố quyết định về kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, sáng nay đoàn công tác kiểm toán nhà nước đã đến làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Theo đó, đoàn kiểm toán sẽ làm việc tại thành phố Cần Thơ từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 tại các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nội dung kiểm toán gồm việc quản lý và sử dụng kinh phí của chương trình, việc tuân thủ chính sách chế độ pháp luật của nhà nước, công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình, tình hình thực hiện mục tiêu chương trình, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của chương trình mục tiêu kiểm toán nhằm xác định tính trung thực hợp lý của thông tin số liệu phương án kinh phí chi phí đầu tư thực hiện tại các đơn vị được kiểm toán đánh giá tính kinh tế hiệu lực hiệu quả và việc thực hiện mục tiêu của chương trình chỉ ra những tồn tại bất cập trong cơ chế chính sách để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi bổ sung